chắc bố đã ôm sẵn từ bên kia mà không muốn cho mình biết đấy. Phải rồi, nếu không ôm thế, chắc gì bố đã về Việt Nam. Lá phong. Lá phong mà ở đâu? Cây phong mọc ở trong rừng phong, còn nơi xa lắm, bên châu Mỹ cơ. Thế ông chơi rồi nhá.